sản cực kỳ là dày dặn. Đây xem đó. Nhưng mà cái chiếc sập này á thì cơ của em đang bán với giá là quý vị. Thưa quý vị, trong video clip ngày hôm nay thì em sẽ cùng quý vị chúng ta phân tích tại sao có những cái món đồ khảm ốc cực kỳ là đẹp và giá trị cũng như là tinh tế, và có những cái món đồ mà khảm rất là nhiều nhưng mà giá trị của nó rất là rẻ tiền, và tại sao nó lại có cái điều như thế thì em sẽ phân tích để cho quý vị có thể hiểu thêm. Đó, và hôm nay thì em sẽ quay dựa thêm ở trên cái chiếc sập này quý vị nhá. Cái chiếc sập này thì cơ rồi em đã khảm cảnh sen vịt này bằng chất liệu ốc đỏ vàng chanh của Singapore. Đây các bác xem này, chất ốc của Singapore thì nó cực kỳ là mọng. Thứ nhất, cái điều giá trị nhất đó chính là cái chất lượng ốc, đúng không ạ? Cái giá ốc của Singapore nó rất là quý hiếm và nó rất là đắt tiền, bởi vì nó hiếm và nó đẹp cho nên là nó đắt tiền. Nó đắt tiền hơn Indo và Nhật. Ốc Nhật là rẻ tiền nhất các bác nhá. Đến Indo và ốc Singapore. Đây các bác xem chất ốc Singapore này, cực kỳ là mọng. Đó. Và thứ hai đó chính là cái kỹ thuật, kỹ thuật sản xuất. Đó. Và cái này thì nó tùy theo tay nghề của từng người thợ các bác nhá. Ở đây thì các bạn có thể thấy được hình ảnh của những cái con bướm này, các bác xem này. Những cái con bướm này, khi mà nhìn tổng thể như thế này thì các bạn có thể thấy con bướm nhìn nó như thật như thế này, đúng không ạ? Nhìn nó rất là có hồn, nó rất là có hồn này, các bác xem này. Chân này, râu này, đúng không ạ? Rất là đầy đủ. Và khi mà em quay gần lại cho các bác xem thì các bác có thể thấy được cái con bướm này nó đều được sen nọng ra đến đuôi. Và cái kỹ thuật sen nọng như này ấy, thì không phải ai cũng biết các bác nhá. Không phải ai cũng biết. Còn nếu mà các bác nào mới chơi á thì các bác không thể biết sen nọng là gì được, không thể biết được. Đây các xem này, từ cái cánh này đó, ở giữa hai cái miếng ốc này thì nó sẽ có một cái đường xương ở giữa để cho nó phân tách giữa từng cái mắt cánh ốc ra. Đó, chứ không phải là hàng một miếng to như này chúng ta tỉa ra như thế này thì hàng nó sẽ lẻ hơn đó nhá. Đây, ở đây thì sẽ có một cái con chim bói cá đậu trên cái cành cây sen các bác xem này. Đây, nhìn được tỉa tách như thật luôn, đúng không ạ? Và những cái đá sen đều được sen nọng các bác xem này. Đó, từng một cái gân lá, đúng không? Gân lá một. Đây, nhìn như là cái lá sen đang là bay trong gió, đúng không ạ? Bay trong gió này, các bác xem này. Đó. Hay là ở trên đây là cái phần mặt sập các bác nhá. Đây là phần mặt sập này, đều được khảm cực kỳ dày dặn và hoành tráng. Đó, nhưng mà không phải là khảm dày, khảm kín là giá trị, không phải. Như em vừa nãy nói á, thì khảm dày khảm kín thì nó phần tùy theo là cái nguyên liệu ốc nó là ốc gì nữa cơ. Đó. Ốc đắt tiền thì nó mới ra là giá trị được. Để các xem này. Còn về phần kỹ thuật các bác xem này, những cái con chim hạc này đều được thổi hồn vào qua những cái nét tách, nét tỉa hay là những cái đường sen nọng cực kỳ là kỹ càng của cơ sở của em. Đây các xem. Đó, đây nhá. Từng một cái mắt, cái mũi, đó, rất là rõ đúng không ạ? Thể hiện rất là rõ. Còn bây giờ thì em sẽ quay cho quý vị xem cái chiếc sập bình thường nó sẽ như thế nào. Bình thường như thế nào. Cơ sở đồ gỗ chúng em là cơ sở sản xuất, cho nên là em có rất là nhiều những mẫu mã để cho quý vị có thể tham khảo cũng như là quý vị có thể hiểu biết hơn. Đây các xem. Cùng là con bướm, cùng là con bướm em vừa quay cho quý vị. Và đây là cái con bướm này, nó ở trên mặt sập. Thì nếu mà cái con vừa nãy em quay cho quý vị xem nó là 10 điểm đi, thì con này thì nó chỉ xứng đáng là 4 đến 5 điểm thôi. Đấy, các xem. Đây là hàng bình thường, không phải hàng chợ các bác nhá. Còn hàng chợ thì nó còn xấu hơn đây nhiều. Đó, còn nếu mà các bác nào mà đã có cái kinh nghiệm chơi đồ khảm ốc thì quý vị không thể nhìn được cái đồ kia. Đó, đây các bác xem. Đây là hàng sạch, đó, chứ không phải là hàng xấu. Các bác xem này. Mà nhìn nó đã một trời một vực rồi, đúng không ạ? Khi mà các bác so sánh với cái hàng đẹp. Đó, đây. Đây cũng là thân cây tùng này. Cũng là thân cây tùng. Đó, cũng được khảm bằng chất ốc Indo, nhưng mà những cái phần chắp ghép ở cái thân cái tùng này nhìn nó rất là nộ, đúng không ạ? Nó rất là nộ, nó không được khôn khéo như cái chiếc vừa nãy em quay cho quý vị xem. Đây, khảm cực kỳ là dày dặn. Đây, xem. Đó. Nhưng mà cái chiếc sập này á thì cơ sở em đang bán với giá là chưa đến 100 triệu đâu. Chưa đến 100 đâu các bạn. Khảm dày như thế này. Đấy. Nhưng mà với chiếc này á thì nó lại đắt tiền hơn rất là nhiều, đắt tiền hơn rất là nhiều. Đây các xem. Nhìn tổng thể như thế này thì các bác có thể thấy được cái phần tổng thể nó không khác nhau đáng bao nhiêu, đúng không ạ? Nhưng mà nó giá trị về phần nguyên liệu là một, và thứ hai là phần kỹ thuật nào. Đó, những cái phần tinh tế. Bởi vì đây là đồ nghệ thuật cho nên là mỗi người thợ sẽ có một cách thể hiện khác nhau. Nó giống như những cái bức tranh vậy. Các bác xem. Đó, nhìn con chim này. Đó, những con chim nhìn như thật này các bác xem này. Đúng không ạ? Nhìn như thật luôn. Đấy. Đây. Thân con chim sẽ được cắt bằng chiếc ốc đỏ bằng chanh. Còn cái cánh thì sẽ được xe nọng bằng chiếc ốc xanh. Và con này thì thân bằng chiếc ốc xanh và cánh được xe nọng bằng chiếc ốc đỏ bằng chanh. Đó, để cho nó phân tách giữa hai con này. Em sẽ đi xa ra một chút để cho các bác có thể xem thưởng lãm. Đây các bác xem. Đúng không ạ? Hai con chim này cơ sở em đã phân tách ra, nhìn nó rất là rõ ràng, chứ không phải là chúng ta cứ khảm ốc đỏ vào nào đẹp đâu thưa quý vị. Rồi. Và quý vị xem video clip thì đừng quên là bấm nút đăng ký kênh để cùng theo dõi cũng như là đồng hành với cơ sở Lộc Trung em, đồng hành với những tác phẩm đẹp mà cơ sở Lộc Trung em trực tiếp sản xuất nên quý vị nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.